Quý vị và các bạn thân mến, đối với những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với những người đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, được đến sân để cổ vũ cho đội tuyển luôn là niềm hạnh phúc lớn lao. Và những ngày này thì đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại Myanmar và người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống tại nơi đây lại có dịp để thể hiện tình yêu của mình đối với đội tuyển. Ngay từ đầu giờ chiều trong ngày diễn ra trận đấu giữa đội chủ nhà Myanmar và đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup, toàn bộ cán bộ và nhân viên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tại Myanmar đã tụ họp để chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển. Những tấm băng rôn và áo phông in hình cờ Tổ quốc được mua tại Việt Nam và mang sang Myanmar từ nửa tháng trước đó. Với họ, tình yêu dành cho đội tuyển luôn rất lớn, đặc biệt là khi các chàng trai áo đỏ thi đấu ở đất nước mà những người hâm mộ này đang sống và làm việc. Vì vậy tất cả đều rất háo hức chờ đợi ngay từ khi biết đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại Myanmar. Là ngay được khi được một trong hai bảng sẽ được thi đấu tại đất nước Myanmar là chúng tôi rất là háo hức và mong chờ. Từ vài tuần nay rồi là không khí rất là rộn ràng. Chúng tôi đã còn có những tổ chức những cái buổi để trao đổi về cái công tác là đi tham dự để cổ vũ cho đội tuyển, cũng như công tác là về đặt áo. Đây như các anh chị thấy áo của chúng tôi đặt từ Việt Nam mang sang và chúng tôi rất là mong chờ giải đấu diễn ra. Khi được biết tin là đội tuyển Việt Nam sang đây thì bọn em cảm thấy rất là vui mừng. Thì chúng em cũng đã tập hợp nhau lại và muốn là tham gia cổ vũ cho đội tuyển để có thể đạt được cái thành tích cao nhất có thể đạt được trong đội tuyển Việt Nam. Em hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành được giải vô địch năm nay. Sang Myanmar làm việc được gần một năm, các cán bộ và nhân viên của ngân hàng BIDV luôn dành cho đội tuyển một tình yêu lớn lao. Không phải tất cả trong số những người Việt Nam làm việc ở đây đều yêu bóng đá, nhưng khi đội tuyển đến Myanmar thi đấu, họ luôn song hành và sát cánh cùng các cầu thủ. Em không phải là một người hâm mộ môn bóng đá, và em thì cũng chưa đến sân để cổ vũ một trận bóng đá lớn nào của đội tuyển quốc gia Việt Nam cả. Sang công tác ở nước ngoài, đặc biệt là khi mà biết đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia cái giải đấu ngày hôm nay thì em thấy rằng là mình có cảm giác là mình rất muốn được tham dự, muốn được cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là khi mà đội tuyển thi đấu ở nước ngoài và cần rất nhiều động viên của các kiều bào ở nước ngoài ạ. Và rồi sau bao nhiêu chờ đợi, niềm vui cũng đã đến với người hâm mộ khi ngày khai mạc giải đã đến. Sự hân hoan và hào hức toát lên trong từng ánh mắt của tất cả. Trên sân vận động Thu Guna, dù chỉ có khoảng hơn 1.000 người hâm mộ Việt Nam, nhưng các cầu thủ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Và niềm vui cũng đã đến khi chúng ta giành chiến thắng trong trận mở màn trước đội chủ nhà Myanmar, một đối thủ rất khó chịu.